Cô là Nguyễn Thị Thu, cô ở Đồ Sơn, Hải Phòng. Tôi bị dây thần kinh số 7, là đầu tiên là nó chỉ hơi máy máy mắt. Xong tôi cứ nghĩ là nó máy mắt thì tôi không chữa. Đến lúc mà nó giật nhiều, nó kéo, nó giật thẳng ở đuôi mắt bên phải, mà kéo thẳng xuống đến mồm, nó kéo méo mồm tôi. Thế là tôi lúc đấy tôi mới đi uống thuốc, thì tôi cũng đi chữa. Đầu tiên là tôi lên bệnh viện Đông Khê, Hải Phòng, tôi chữa. Xong là cũng không đỡ, thì tôi lại đi bệnh viện Hà Nội. Đi bệnh viện Hà Nội tôi cũng uống thuốc cũng không khỏi, thế cũng không đỡ. Thế là tôi lại trở về bệnh viện Tiềm cũng không đỡ. Tôi đi các bệnh viện không đỡ, xong tôi lại đi châm cứu ở nhà y học cổ truyền của Hải Phòng. Vừa châm cứu vừa mát xoa mặt, nó chỉ đỡ thôi chứ nó không khỏi. Thế là tôi quay lại trở về bác sĩ Hùng ở nhà thi đấu Hà Đông. Đằng sau nhà thi đấu Hà Đông thì tôi đến đấy tôi cấy chỉ. Lần này là lần thứ 3, thì tôi cấy được 2 lần rồi, tôi cảm thấy nó đỡ, nó rất là nhanh đỡ. Cho đến ngày hôm nay tôi lại đi tiếp để tôi cấy chỉ vào dây thần kinh số 7 và thái hóa 3 đốt sống cổ và thắt lưng và đùi gối của tôi. Thì tôi xin cảm ơn bác sĩ Hùng cố gắng giúp đỡ chúng tôi được khỏi, để trở lại cho như các mọi người.